Nghe được truyền âm này, mặt hàng lập nhăn lên một chút, nhưng lập tức lại giãn ra. Ngân Nguyệt, hãy đem cấm chế bỏ đi, trước hết để cho hai vị trưởng lão lạc dân tông tiến vào. Hơn nữa việc này sớm muộn gì cũng phải cấp cho đối phương một cái công đạo. Bất quá sau khi mở ra cấm chế, ngươi cũng không nên lộ diện. Dù sao thân thể yêu hộ của ngươi, mặc dù âm hiểu ẩn nặc cùng huyền thuật, nhưng yêu khí trên người lại không cách nào giấu được tu sĩ nguyên anh kỳ đâu. Hàng lập thần sắc không đổi phân phó. Vâng, chủ nhân. Ngân Nguyệt cung kính đáp, liền nhẹ nhàng bước ra ngoài một lát sau tại bên ngoài sơn thạch hai vị trưởng lão lạc vân tông chợt thấy cảnh sắc dưới sơn thạch biến đổi sơn thạch vốn bình thường bỗng nhiên hiện ra tảng lớn thành quan vụ cũng đem tòa tiểu sơn bao phủ ở bên trong mà trong đó sát khí tận trời phù văn tung bay di chuyển bộ dáng rõ ràng là cấm chế lợi hại lão già tóc bạc cùng tu sĩ họ nữ nhìn nhau liếc mắt một cái không khỏi cười khổ một tiếng đối phương tại trong lạc vân tông khai mở một cái động phủ cũng bày trận pháp lợi hại như thế Bọn họ thân là chủ nhân nơi đây mà một tia cảm ứng cũng không có, nói ra thực sự là mất mặt. Tối thiểu bị mấy vị hảo hữu diễu cợt một phen là không thể tránh khỏi. Lúc này trong quan vụ truyền ra âm thanh thản nhiên của Hàn Lập. Hàng mẫu lần này mượn linh địa của quý tông mà tu luyện, chưa cùng từng đạo hữu chào hỏi, thực sự là quá liều lĩnh, mong rằng vị vị không lấy làm phiền lòng, tại hạ cũng nên đem cấm chế bỏ ra rồi. Hai vị, xin mời vào phủ một lát. Lời nói của Hàn Lập phi thường uyển chuyển khách khí, <laughs> đạo hữu sao lại nói vậy chứ có thể nhìn trúng lạc dân tông chúng ta cùng tại đây ngưng kết nguyên anh đây vốn là chuyện may mắn của bổn tông mà hai vị chúng ta như thế nào lại bất mãn được chứ nhưng lần này dội dàng tới vẫn chưa kịp chuẩn bị lễ giật mừng đạo hữu thành anh thật có chút xấu hổ lão già dạ tóc bạc ha ha cười nói phản phất một điểm để ý cũng không có đạo hữu nói giỡn rồi có thể ở chỗ này mà kết anh á hàng mẫu đã thăm chịu đại ân rồi hàng lập bình tĩnh đáp theo sau lời nói quan vụ màu xanh kịch liệt quay cuồng tại trước mắt hai người tạo thành một cái thông đạo khoảng hai ba trượng thấy cảnh này hai người lão giả tóc bạc không chút chần chờ phi độn vào trong thông đạo trong nháy mắt bay tới một phiến đá trước đại môn bên ngoài cửa đá một vị thanh niên mặc áo xanh đang đứng nhìn khoảng hơn 20 tuổi tướng mạo bình thường miệng mỉm cười đúng là hàng lập ra ngoài nên đón bọn họ hai vị đạo hữu mời vào hàng lập hướng hai người mỉm cười tiến vào động phủ chúng ta xin quấy rầy nha hai người lão giả tóc bạc cũng không cách khí liền ôm quyền sau đó theo hàng lập tiến vào cửa đá theo sau quan vụ bên ngoài quay cuồng một trận thông đạo liền biến mất không thấy cấm chế trở lại như lúc ban đầu hai người lão giả tóc bạc mặc dù cảm ứng được nhưng nơi đây chính là trong vòng lạc vân tông hiển nhiên sẽ không có cử chỉ lo lắng sau khi hai người hắn theo hàng lập đi qua thông đạo một đoạn ngắn liền tiến vào một gian phòng diện tích không nhỏ hai vị đạo hữu trước hãy nếm thử linh trà cho tại hạ luyện chế sau khi Hàng Lập đợi hai người ngồi xuống, thần thức liền động, một con khôi lỗi cử viên mang một bàn trà tiến vào. Trên bàn trà đặt ba chén vừa mới châm vào nước trà xanh, đặt trước mặt ba người, sau đó cử viên mặt không biểu tình lui ra ngoài. Trà ngon, bác có không nghĩ tới hàng đạo hữu dĩ nhiên cũng tu luyện cơ quan khôi lỗi thuật đó, đây thật sự là vô cùng hiếm thấy nữa nha. Lão già tóc bạc bình phẩm chén trà trong tay, nhẹ khen một tiếng, sau đó nhìn chầm chầm vào phương hướng khôi lỗi cử viên vừa biến mất, có chút kinh ngạc nói. À không có gì, hàng mẫu chỉ là bất quá thô hiểu một ít khôi lỗi thôi, luyện chế vài cái đơn giản, sao có thể lọt vào pháp nhãn của hai vị đạo hữu được chứ? Hàng lập không thèm để ý trả lời. <laughs> đạo hữu thật là khiêm nhường rồi, con cửa duyên này mặc dù chỉ là một khôi lỗi thôi, nhưng từ linh khí trên người xem ra, đối địch với một tu sĩ trúc cơ kỳ tuyệt là không có vấn đề đó nha. Trung niên họ lữ đối với khôi lỗi của hàng lập cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi mở miệng dò xét. Đích xác là khôi lỗi này nếu xuất một kích toàn lực cũng có thể so sánh cùng với tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng vô luận là hành động hay là thủ đoạn công kích chỉ có một kiểu thôi. Tài liệu luyện chế nó lại là xa xỉ, có thể ngang với một kiện đỉnh cấp pháp khí đó. Hàng lập lắc đầu, không để ý đem khuyết điểm của khôi lỗi mà nói ra. Nhưng cứ như vậy, khôi lỗi của đạo hữu cũng không phải là chuyện nhỏ. Đặc biệt là nếu đại tử cấp thấp mang một con trong người mà nấu với phòng ngữ bản thân chính là có thừa. Bất qua cái loại cơ quan khôi lỗi thuật này tự hồ nguyên từ cực tay thiên trúc giáo Chẳng lẽ đạo hữu xuất thân từ tu sĩ nơi cực tây? Lão giả tóc bạc trong miệng vẫn khen khôi lỗi cự vượng không dứt, nhưng lời vừa chuyển, thám thính lai lịch xuất thân của Hàng Lập. Vừa nghe lão giả nói như thế, Hàng Lập mỉm cười, hai mắt hơi nheo lại. Hắn không chút nghỉ ngơi, cũng rõ ràng dụng ý của đối phương, bất động thanh sắc mà trả lời. Khôi lỗi thuật này là từ trong một quyển điển tịch vô danh mà học được thôi. Nó có liên quan tới cực tây hay không, cái này thật sự là không biết bất quá tu sĩ phía tây tinh thông khôi lỗi thuật hàng mẫu cũng biết đã sớm định sau này đi một chuyến xem thử rồi ý định cũng tu sĩ nơi này luận bàn một chút về khôi lỗi thuật vì phần hàng mẫu ấy, chính là tu sĩ thiên nam thành hàng thật giá thật đó xuất thân từ diệt quốc nhưng sau vì ma đạo lục tông xâm lấn mới không thể không rời nước hàng lập nửa thật nửa giả nói ra một phen thì ra đạo hữu xuất thân từ diệt quốc thực sự làm cho tại hạ có chút ngoài ý muốn đó nhìn dung mạo của đạo hữu còn trẻ như vậy không biết hàng đạo hữu tu luyện nhiều ít bao nhiêu năm tháng vậy Chẳng lẽ công pháp tu luyện có chút kỳ hiệu trú nhan sao Tu sĩ trung niên họ lữ cùng lão giả nhìn nhau Liếc mắt một cái rút cuộc không nhìn được hỏi Ngay từ đầu hắn cảm giác được tướng mạo tuổi tác của Hàng Lập thật quá trẻ Nhưng tu sĩ có thể ngưng kết nguyên anh Tối thiểu cũng phải 3-400 tuổi Tựa như bản thân tu sĩ họ lữ Cũng khi gần 400 tuổi mới tiến vào nguyên anh kỳ Công pháp hàng mẫu tu luyện ở thật không có tác dụng trú nhan, nhưng đập đó có cơ duyên xảo hợp, từng dùng qua một duyên định nhan đan, Dùng nhan thủy chung duy trì tại thời khắc đó không có thay đổi Mà tại hạ tính ra có lẽ khoảng hơn 200 tuổi Cái gì? 200, 200 tuổi? Tu sĩ họ lư khi nghe định nhan đăng Trong lòng nghĩ thầm quả nhiên là như thế Nhưng sau khi nghe hàng lập nói ra tuổi của mình Sắc mặt không khỏi đại biến Mặt lộ ra vẻ hoảng sợ Đạo hữu thật sự chỉ tu luyện mới có 200 năm thôi hả? Lão giả tóc bạc nghe lời này Trong lòng cũng quay cuồng không ngừng Chậm rãi mở miệng hỏi Theo hắn biết Tu sĩ tu luyện chỉ 200 năm có thể ngưng kết nguyên anh Trước kia tại Thiên Nam cũng không phải là chưa có, nhưng cũng chỉ là rất ít mười mấy người mà thôi. Những người này không người nào là không là kỳ tài ngốc trời, đại bộ phận đều trở thành nhân vật kinh thiên động địa, trong đó lại có một người đột phá nguyên anh hậu kỳ bỗng nhiên biến mất, nghe đồn đã phi thăng vào một cảnh giới khác. Vị tu sĩ tuổi còn trẻ trước mặt này cũng nói là chỉ tu luyện 200 năm, chẳng phải là nói người này có thể đột phá nguyên anh sơ kỳ cũng sẽ trở thành một tồn tại không đơn giản. Như thế nào, tại hạ 200 tuổi kết anh có cái gì không ổn sao? Hàng Lập thấy vậy, một tia nghi sắc trong mặt hiện lên. Mặc dù biết chính mình 200 năm kết anh đích xác là so với tu sĩ bình thường sớm hơn rất nhiều, cũng không hiểu có cái gì là hàm nghĩa bên trong. Dù sao, đối với chuyện tình liên quan đến tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, Hàng Lập chỉ biết vụn vặt cũng không có cơ hội tiếp xúc. Ai... không có gì. Hàng đạo hữu tuổi còn trẻ như vậy mà đã ngân kết Nguyên Anh, thật sự làm cho hai người chúng ta thất kinh. Xem ra tiền đồ của đạo hữu không thể hạn lượng. Lão giả tóc bạc nhẹ thở dài một hơi, mặt lộ ra một tia hâm mộ nói: "Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đã có chủ ý, mặc kệ lời nói của đối phương là thật hay là giả, một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ lạc Vân Tông bọn họ nhất định phải lôi kéo, quyết không thể cùng người này kết thù, tốt nhất khuyên bảo người này gia nhập lạc Vân Tông là hay nhất." Sắc mặt của trung niên nhân họ Lữ một bên cũng phức tạp, nhưng rốt cuộc cũng khôi phục lại thái độ bình thường. Lão giả tóc bạc khẽ nhúc nhích môi truyền âm vài câu, sau đó trên mặt hai người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hàng Lập bất động thanh sắc chứng kiến cũng không có lộ ra vẻ bất mãn, ngược lại nhân cơ hội này cầm lấy chén trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp môi. Lúc này lão giả tóc bạc cùng trung niên nhân tự hồ đã thương lượng xong, sau đó lão giả tóc bạc đột nhiên mở miệng nói: "Nếu hàng huynh đây là tán tu, như vậy xin thứ cho Trịnh Mẫu làm càng hối hận câu, đạo hữu hôm nay nguyên anh đã thành rồi, sau này định đi đâu?" "Đi đâu sao? Việc này tại hạ nhất thời chưa nghĩ ra nữa, Diệt quốc bây giờ là thiên hạ của ma đạo rồi, Tại hạ năm đó có đắc tội với tu sĩ của quỷ linh môn không thể trở về Còn nơi khác thì uh, Hàng lập vừa nói vừa lộ ra vẻ trầm ngâm Tựa hồ chưa có chủ ý Nếu đạo hữu không chê lạc dân tông nhỏ yếu Không ngại gì vậy mà gia nhập lạc dân tông đi Lạc dân tông chúng ta mặc dù không bạc cổ kiếm môn thế mạnh So với bách sảo diện cũng kém một chút Nhưng cũng không may là bổn tông thật sự Cũng không có pháp môn tu luyện chuyên môn gì Càng không nói đến cái gì là công pháp truyền thừa Luôn tập học phương pháp của trăm nhà chỉ cần đạo hữu đồng ý gia nhập bổn tông Từ nay về sau liền cùng hai người quân để chúng ta ngang hàng Tuyệt không xem đạo hữu là người ngoài Lão giả tóc bạc tràn đầy vẻ nghiêm trọng nói Làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Lời này đích thực là rất thật tình Trở thành trưởng lão của quý tông sao? Hàng lập lơ đảng nhíu mày Lộ ra vẻ chần chờ Thấy hàng lập không có ý tứ từ chối Trong lòng lão giả tóc bạc mừng thầm Lúc này càng thêm thành khẩn nói đạo hữu yên tâm tạo trong tông môn này mặc dù đảm nhiệm danh vị thái thượng trưởng lão trên thực tế không có làm bất cứ cái chuyện gì cả càng không có bị lễ quy phiền phức chỉ là tồn tại như một loại uy hiếp các thế lực ở bên ngoài hoàn toàn có thể chuyên tâm lo chuyện của mình mà hàng trăm đệ tử trong tông cung phụng hơn một ngàn linh thạch cho chúng ta sử dụng chúng ta nếu cần tài liệu lên dược đặc thù nào có thể phân phó đệ tử phía dưới đi làm không cần chính mình cố sức đi tìm nói cho ngắn gọn đạo hữu làm trưởng lão lạc dân tộc chúng ta được đối xử so với tông phái khác không kém hơn nửa phần đâu sư huynh nói không sai Hơn nữa hạng huynh đệ mặc dù ngân kết nguyên anh thành công đã tiến vào nguyên anh kỳ nhưng tại nguyên anh tu luyện ra sao sẽ rất lạ lẫm mờ mịt không phải huynh đệ tao khoe khoang chứ hai người chúng ta mặc dù trăm năm nay vẫn bị dây ở nguyên anh sơ kỳ pháp thuật chỉ tiến có một tầng thôi nhưng tại tu luyện có chút nhận thức độc đáo đó nếu đạo hữu đồng ý gia nhập bổn tông hai người chúng ta tự nhiên sẽ chỉ điểm cho làm cho huynh đệ bớt đi một ít đường quanh co tu sĩ họ lữ cũng chậm rãi khuyên dù sao tông môn có thêm một tu sĩ nguyên anh kỳ cơ hồ lập tức làm cho thực lực của môn phái tăng lên một bậc mặc dù so ra vẫn kém cổ kiếm môn nhưng có thể cùng bách xảo viện tương đương địa vị lạc vân tông tại vân mộng sơn cũng sẽ theo đó biến đổi vững như thái sơn hàng lập nghe hai người nói như vậy trong lòng đối với điều kiện của tu sĩ họ lữ có chút động tâm hắn tự nhiên biết chính mình vừa mới trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ mà có tu sĩ đã ngưng luyện ra Nguyên Anh hơn trăm năm chỉ điểm có nghĩa ra sao? Nói không chừng có thể vì vậy mà rút ngắn được hơn 10 năm, thậm chí là trăm năm thời gian khổ tu. Về phần ở lại Lạc Vân Tông, ngay từ đầu hắn cũng không phải là chưa từng có cái ý niệm này, nhưng cũng chưa từng thật cẩn thận đánh giá qua lợi hại trong đó. Bây giờ nếu đối phương chủ động nói ra cũng không thể không làm cho hắn thận trọng suy nghĩ. Tiếp tục là một tán tu hay là thuận nước đẩy thuyền làm trưởng lão của Lạc Vân Tông hay là dứt khoát đi chọn một môn phái thích hợp hơn gia nhập. Sau khi cúi đầu trầm ngâm một hồi lâu, Hàng Ngập ngẩng đầu nghiêm mặt nói: "Ý tốt của hai đạo hữu hàng mẫu xin nhận, Bớt quá việc này trọng đại, tại hạ vừa mới kết anh thành công, hiện tại có chút bối rối đó, mong hai vị chăm trước mấy ngày đi, có thể ba ngày sau gặp lại được không?" Nghe Hàng Lập nói, hai người lão giả tóc bạc không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lão giả thoáng cân nhắc, liền có chút ngượng ngùng đáp ứng nói: à, thật xấu hổ, xem ra sư quân để chúng ta có chút nóng lòng rồi Việc này hẳn như là đạo hữu cần phải suy nghĩ dài ngày rồi như vậy đi mấy ngày sau ta sẽ đem nơi đây biến thành cấm khu đại phòng của đệ tử trong tông quấy rầy đạo hữu ba ngày sau hai người chúng ta sẽ tới bái phỏng đạo hữu nói xong lời này sau khi hai người lão giả tán dốc cùng hàng lập vài câu liền tức thời cáo từ rời đi hàng lập khách khí đưa bọn họ ra ngoài động phủ mới lần nữa trở lại đại sảnh ngồi xuống châu mày không biết là suy nghĩ cái gì bóng trắng ngoài thiên đường chợt lóe ngân nguyệt không biết từ khi nào khôi phục nguyên hình bạch hồ ưu nhã tiêu sái tiến vào như thế nào? Pháp lực không đủ duy trì biến thân sao? Hàng lập liếc mắt tiểu hồ một cái, bất giác kỳ quái nói. Đúng vậy chủ nhân, lấy hồng khí pháp lực của bản thân cùng với linh lực bản thể của yêu hồ chỉ có thể duy trì hình người một thời gian ngắn như vậy mà thôi. Lần sau nếu muốn biến thành hình người lại phải đợi tiếp một tháng nữa. Tiểu hồ buồn bực nhất đầu, dùng tiếng người mở miệng nói. Chờ người tiến cấp đến yêu thú cấp 8 liền có thể vĩnh viễn biến ảo thành hình người rồi, bây giờ không nên nóng lòng như vậy đâu. Hàng Lập thản nhiên nói Như thế ta tại trong đỉnh này nhiều năm Cũng có hơn trăm năm thời gian Huống hộ có đang dự của chủ nhân tương trợ Nó không chừng so với dự đoán của ta còn sớm hơn rất nhiều Ngân Nguyệt nghiêm túc nói Hàng Lập nghe vậy gật đầu Đột nhiên trầm giọng nói Nói đến thư thiên đỉnh Trước kia tu di không đủ Vẫn không có hỏi qua ngươi chuyện liên quan Nhưng bây giờ ta là Nguyên Anh đã thành rồi Ngươi hẳn đã có thể nói việc này Dù sao ngươi ở trong đỉnh thời gian lâu như vậy, không có khả năng là không biết cái phương pháp khai đỉnh hơn nữa ta đối với bổ thiên đan trong đỉnh này cũng rất là quan tâm Cũng rất tò mò xem còn có bảo vật khác ở bên trong không Phương pháp mở đỉnh Ngân Nguyệt đích xác là biết Nhưng sợ rằng chủ nhân có chút thất vọng rồi Ngân Nguyệt giật mình một chút Sau đó lại thở dài nói ra một hơi Hổ như thế nào Lấy thù gì của ta bây giờ cũng không cách nào mở ra cái đỉnh này sao Hàng lập vũ cầm có chút không tin nói Chủ nhân không biết chứ Lúc đầu ta cùng vài món cổ bảo khác từ trong đỉnh độn ra, cũng không phải là do có thể chống lại lực trói buộc bậc này của thông thiên linh bảo hư thiên đỉnh này mà là nhờ kiềm la băng diễm cùng đám tu sĩ bị chủ nhân xúc động nên mới có thể thừa dịp bay ra ngân nguyệt chậm rãi nói thông thiên linh bảo đây là cái gì hư thiên đỉnh không phải là cổ bảo sao theo lời ngươi nói tựa hồ mở hư thiên đỉnh cùng kiềm la băng diễm có liên quan rất lớn hả nghi sát trên mặt của hàng lập hiện lên có chút kinh ngạc nói kỳ thật thông thiên linh bảo chính là cổ bảo đây là cách gọi của thượng cổ tu sĩ Bất quá chỉ là cổ bảo phải có thần thông rất lớn mới có thể được xưng hô như vậy mà hư thiên đỉnh chính là một món đồ thông thiên linh bảo như vậy ta mặc dù không biết đỉnh này có thần thông ra sao nhưng tuyệt đối là hơn sao uy lực cổ bảo thông thường về phần kìm la băng diễm nọ đúng là mấu chốt để mở ra hư thiên đỉnh à, không phải nói là bước đầu tiên để khống chế được hư thiên đỉnh chủ nhân chỉ có thể luyện hóa cái băng diễm này mới có cơ hội sử dụng linh bảo này Lời nói của Ngân Nguyệt có một chút ngưng trọng Thông thiên linh bảo có thể cho cổ tu sĩ sưng hô như vậy Xem ra bảo vật này không tầm thường mà Nhưng nếu luyện hóa băng diễm chỉ là bước đầu tiên mà thôi Vậy phía sau còn cái gì nữa chứ Người không ngại thì hãy nói ra xem Hàng Lập không lộ ra vẻ ảo não Ngược lại lộ ra một tia vui mừng cẩn thận hỏi Bảo vật có thể cần nhiều điều kiện như vậy mới có thể sử dụng Có thể nói rằng uy lực bảo vật này hơn xa hắn dự đoán Việc này đương nhiên là vui mừng lẫn sợ hãi Chỉ cần hư thiên đỉnh trong tay của hắn Cho dù điều kiện có ngặt nghèo cũng có thể một ngày nào đó làm cho bảo vật này chịu nghe hắn sử dụng. Điểm này Hàng Lập rất là tự tin. Tiếp theo cần làm cái gì, ta cũng không biết nữa. Bởi vì sau khi chủ nhân luyện hóa kìm lâm băng diễm xong thì tự nhiên tìm được cái bước tiếp theo thôi. Ta biết cũng chỉ có như vậy mà thôi. Ngân Nguyệt nhẹ lắc đầu, thành thật nói. Như vậy sao? Thực sự là có điểm khó giải quyết đó nha. Bớt quá cũng được đi. Trước hết đem kiềm lâm băng diễm luyện hóa, chuyện khác nói sao vậy? À đúng rồi, ngươi tự hồ còn chưa nói là trong đỉnh còn có bảo vật gì. Hàng lập đầu tiên là có chút thất vọng Tiếp theo liếc mắt tiểu hồ một cái Mới chậm rãi hỏi Ngân Nguyệt không dám giấu giếm Trong đỉnh ngoại trừ hai khối bổ thiên đan Căn bản là không có cổ bảo khác Chỉ là một khoảng không mà thôi Dù sao hư thiên đỉnh tại hư thiên điện mấy năm nay chung quy cứ cách một thời gian Tu sĩ có một chút đại thần thông Là có thể sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù xúc động kim lâm băng diễm trên đỉnh Mà mỗi khi có việc này Luôn luôn có một hai kiện bảo vật nhân cơ hội này bay độn ra Kể từ đó bảo vật trong đỉnh tự nhiên sẽ dần dần không còn Thứ mấy người nhìn thấy trong hư thiên điện lần trước ấy, chính là cổ bảo cuối cùng. Ngân Nguyệt sợ hàng lập bất mãn Có chút bất an giải thích Thì ra là như vậy Thôi cũng không sao cả Lấy từ gì của ta bây giờ Cổ bảo bình thường cũng không có hứng thú Có thể đem hư thiên đỉnh này sử dụng mới là kết quả tốt nhất Hàng lập cũng không có lộ ra vẻ ảo não Ngược lại tâm bình khí hòa Tự hồ đối với việc này có vài phần đoán trước Chủ nhân có thể phóng khoáng như thế Ngân Nguyệt cực kỳ bội phục Chủ nhân nói đích xác không sai theo ta được biết, cho dù ở thời kỳ cổ, nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 5-60 kiện cổ bảo có thể gọi là đỉnh cấp linh bảo. Mỗi kiện trong đó, cơ hồ của đại thần thông gần như là dời núi lấp biển. Nói thật, khi lúc đầu ta thấy tiểu bình của chủ nhân có thể thúc giục linh dược, ta thiếu chút nữa tin rằng bình này cũng là một kiện linh bảo. Nhưng sao lại cẩn thận suy nghĩ mới cảm thấy không quá có thể? Ngân Nguyệt đột nhiên cười khẽ một tiếng rồi nói. Ồ, tại sao? Chẳng lẽ thần thông của tiểu bình này còn không bằng linh bảo hay sao? Hàng Lập nghe lời này có chút sửng sốt không tin hỏi. Việc này không phải, tiểu bình của chủ nhân bất luận hay không còn có cái thần thông khác nhưng chỉ dựa vào khả năng thúc giục linh dược hẳn nhất ta nghĩ cũng đủ để ngạo thị tất cả linh bảo rồi. Dù sao thần thông của các linh bảo rộng lớn nhưng cũng phải tuần hoàn theo thiên địa pháp tắc. Linh bảo cũng chỉ là đem pháp tắc phóng đại lên lợi dụng mà thôi. Nhưng mà công hiệu thúc giục linh dược của tiểu bình này chính là làm chuyện nghịch thiên đó ta phỏng chừng cũng chỉ có sau khi phi thăng linh giới hoặc là tiên giới cao tầng mới có thể luyện chế ra cái loại bảo vật này. Tiểu hộ vương đầu lưỡi màu hồng liếm liếm môi, sau đó mới trịnh trọng nói. Ý của ngươi là bảo vật này của ta có thể là tu sĩ thượng giới hoặc là tiên nhân tiên giới luyện chế ra sao? Hàng lập không cầm được mà hít một ngậm lương khí, có chút động dung nói. Không sai, điều này đích xác là có thể. Ngân Nguyệt vuốt cầm. Hàng lập nghe lời này, im lặng một chút, Đột nhiên từ trong túi trữ vật móc ra cái tiểu bình thần bí kia, cẩn thận giữ trong tay xem xét, thân sắc trên mặt âm tình bất định. Một hồi lâu sau, hằng Lập chậm rãi đem cái tiểu bình thu vào, sau đó đột nhiên hướng Ngân Nguyệt hỏi. Ngân Nguyệt nè, người hẳn là tại cách chết nghe được lời nói của hai vị trưởng lão Lạc Dân Tông rồi, cảm thấy ta nên lưu lại đây hay là tìm một nơi tốt hơn? Cái này, nếu chủ nhân muốn hỏi, Ngân Nguyệt đành làm càng trả lời. Xin hỏi là chủ nhân sau này có tính toán gì không? nếu là không có kế hoạch khác thì ở lại lạc dân tông cũng có thể là một lựa chọn tốt hai người họ đều là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ chủ nhân ở lại đây sẽ không chịu bất luận là sự câu thúc nào hơn nữa lạc dân tông cũng xem như không phải là một tiểu môn phái đủ khả năng để cung cấp cho chủ nhân nguồn lực nhất định đương nhiên nếu mà chủ nhân còn có an bài khác thì điều này cũng không cần tính đến một nguyên anh kỳ tu sĩ cho dù là tán tu cũng sẽ không có môn phái nào có dũng khí dễ dàng trêu chọc đến đâu ngân nguyệt bình tĩnh nói Tạm thời ta cũng không có kế hoạch gì cụ thể cả Ta muốn có mấy năm công phu Để đem Nguyên Anh này ngưng cố hơn nữa Mặt khác sau này phải đi cực tay một chuyến Đại diễn quyết ba tầng công pháp nhất định phải lấy cho bằng được Nguyên vũ quốc cuối cùng cũng muốn đi tới một lần nữa Năm đó ta đã đáp ứng một người Phải tiêu diệt gia tộc phó gia Không biết là gia tộc này cùng bắt xảo diện phó gia Có cái gì liên quan không nữa Hàng Lập thản nhiên nói Nếu là như vậy Chủ nhân hay là tạm lưu lại Lạc Giang Tông đi làm tán tu dù sao có chút đơn lực cô thế hơn nữa có nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ điểm mà nói đối với việc tu luyện của chủ nhân cũng là có lợi rất lớn đó ngân nguyệt ngẫm nghĩ lại đề nghị ừ cũng có chút đạo lý đó bây giờ ta có chút mệt mỏi rồi ngươi đi trước đi hàn lập cũng không nói đồng ý hay là không đối với đề nghị này mà là sau khi chỉ thị phân phó một hồi hắn đứng dậy nhằm hướng phòng ngủ mà đi đến bạch hồ nghiêng đầu nhìn cái bóng người hàn lập đi xa ánh mắt lộ ra vẻ đâm chiêu rồi cũng từ thính đường đi ra ngoài. Nằm ở trên giường đá trong phòng ngủ, Hàng Lập kinh ngạc nhìn cái trần nhà trong thạch thất. Tâm tình phập phòng không ngừng, có chút khó ngủ. Ngày đó ngưng kết Nguyên Anh, nhìn như đơn giản, nhưng trong đó vô dạng nguy hiểm, làm cho Hàng Lập hồi tưởng đến mà sợ hãi không thôi. Khi toái đang thì toàn bộ kinh mạch nghịch chuyển, dĩ nhiên làm cho hắn đau đớn mà thiếu chút nữa sống không bằng chết. Nhưng bằng vào tu vi cao thâm hơn xa so với tu sĩ cùng cấp, hắn cũng cố nén đau chống giữ, trong đó phải tính đến công lớn nhất thuộc về dược lực thần kỳ của cụ khúc linh sâm nếu không hàng lập rất là hoài nghi liệu mình có thể hôn mê ngay lúc đó hay là không nữa quá trình toái đang hung hiểm vô cùng nhưng là so sánh với việc bị tâm ma cắn trả thì có thể như là chuyện nhỏ cứ tưởng rằng chính có dưỡng hồn mộc bà la châu an thần định hồn dị bảo hộ thân hơn nữa còn có chuẩn bị một viên định linh đan vừa qua cửa ải tâm ma, mặc dù không thể là không tốn chút sức lực, nhưng chung quy so với các tu sĩ nguyên anh khác thì dễ dàng hơn nhiều mới đúng. Nào ngờ không nghĩ tới tâm ma lại lợi hại đến như vậy, căn bản hơn xa nghe đồn gấp bội. Nó trước làm cho hàng lập trải qua liên tiếp tâm lý sợ hãi, nhất là sợ hãi rất nhiều chuyện bình thường vốn trong sâu ở đáy lòng, ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được sự tình, thì trong ảo giác liên tiếp phát sinh ra. Mặc kệ là cố hương ở thôn nhỏ đột nhiên bị cường đạo cướp bóc, cha mẹ tiểu muội toàn bộ gặp độc thủ, hay là chính mình tu vi hoàn toàn biến mất, một lần nữa trở thành phạm nhân cùng với việc chiếc bình nhỏ bí mật bị lộ rồi bị cả tu tiên giới đuổi giết. Gặp cảnh này thì không thể không xúc động. Những tình cảnh hiểm nghèo đối với Hàng Lập nhất nhất ở trước mắt hắn hiện ra như mộng như ảo, giống như thật, giống như không. Một khi rơi vào thì căn bản không cách nào tự kiềm chế cho dù hàn lập bình thường tính tình rất là kiên nghị trầm ổn cũng thiếu chút nữa bởi vì lửa giận cùng sợ hãi mà trầm luôn trong đó cũng may định linh đan nọ cùng các bảo vật khác cũng không phải là hư danh cuối cùng tại cái thời điểm mấu chốt bảo trì trong đầu hắn một điểm thanh minh nhờ đó mới có thể phá tan ảo giác trở về hiện thực cho dù là như thế cũng làm cho hàn lập một trận toát mồ hôi lạnh chưa chờ tâm thần hắn bình tĩnh trở lại một đợt sóng tâm ma tiếp theo tiếp tục công kích trong lúc tâm thần hoảng hốt đó hắn lâm vào trong ảo giác phúc địa tuyệt vời vừa được cùng cha mẹ tiểu muội đoàn tụ một nhà quay trở về khi còn thơ với cuộc sống hạnh phúc cũng có khi bỗng nhiên cùng nam cung uyển kết bái thành thân kết thành mộng đẹp song tu đến lúc tối hậu còn xuất hiện mặt thị tỷ muội cùng trần xảo thiến tràn cảnh chung một chồng đối với cảnh này hàng lập chỉ mê mang một chút rồi thoát khỏi tâm mê luyến sau khi hắn tu vi đại thành nhất cử xưng bá thiên nam tu tiên giới cuối cùng có thể phi thăng lên giới, trở thành tiên giới tiên nhân. Từ nay về sau cùng thiên địa đồng thọ, địa cảnh tượng cũng đều lục tục xuất hiện. Hắn tại trong ảo giác này, không biết say mê nhiều hay ít, sau khi phản phất kinh nghiệm trải qua bao nhiêu năm tháng, khi mừng rỡ khi bị thương, cuối cùng cũng không rõ lý do, cơ duyên gì đột nhiên tỉnh ngộ lại, thoát khỏi tâm ma mê hoặc để kết thành nguyên anh. Hàng Lập nằm ở trên giường yên lặng nhớ lại, không khỏi lại nghĩ tới tình hình khi Nguyên Anh lần đầu tiên xuất hiếu. Lúc Nguyên Anh mới hình thành, khi từ thiên linh cái bay ra hắn rõ ràng cảm giác được nguyên anh là chính mình mà chính mình là nguyên anh nhưng không cách nào mà khống chế được nguyên anh này mà chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên anh tại trên đỉnh đầu mình trêu chọc nô đùa giống như một lần nữa trở lại thời kỳ tuổi thơ vô âu vô lo trong khoảnh khắc đó tâm trạng của hắn cực kỳ bình thản mọi ưu phiền đều bị vứt bỏ phản phất tiến vào cảnh giới phản phát quy chân sau đó hàng lập ngẫm nghĩ một chút cũng rõ ràng nguyên nhân của chuyện này là vì nguyên anh mới hình thành không cách nào tâm thần hợp nhất chờ khi nguyên anh hoàn toàn ngưng hình và tu vi tinh tiến thì loại chuyện này tự nhiên sẽ không tái xuất hiện nữa lật qua lật lại không ngủ được vì hắn cứ nhớ lại kinh nghiệm kết anh thân hình đều vô cùng mệt mỏi mà hắn cứ mơ mơ màng màng không ngủ sâu được thời gian này hắn hay gặp được giấc mộng đẹp tựa hồ lần nữa trở lại sơn thôn cùng với huynh trưởng tiểu muội cực kỳ thoải mái bên sườn núi chạy nhảy trốn tìm sau đó về nhà cùng cha mẹ gặp mặt ăn cơm nói cười. Thực sự là một hồi mộng đẹp. Sau đó, Hàng Lập không chần chờ, lập tức đáp ứng chuyện gia nhập Lạc Vân Tông. Lạc Vân Tông, hai vị trưởng lão nghe như vậy, tự nhiên mừng rỡ như điên. Bọn họ lập tức đề xuất long trọng, triệu tập tông nội đại hội, đồng thời cũng mời tu sĩ cấp cao môn phái khác cử hành nhập tông đại điển cho Hàng Lập. Vừa nghe lời này, Hàng Lập lập tức lắc đầu không đồng ý, mà chỉ làm sơ sài hướng tới hai phái khác ở Vân Mộng Sơn thông báo một tiếng mà thôi. Dù sao, sớm muộn hắn sẽ phải hướng trưởng lão Nguyên Anh Kỳ của hai phái này mà quan hệ. Mặt khác là hắn phải còn nhiều việc khác phải kín đáo tiến hành, nên Hàng Lập cũng không muốn làm cho nhiều người chú ý đến. Lão giả tóc bạc hai người mặc dù cảm giác được có chút không ổn, nhưng cũng may là có thể giải thích rằng Hàng Lập không thích náo nhiệt. Đi theo sau Hàng Lập và hai lão giả tóc bạc, trong đại điện xuất hiện các vị phong chủ phong sau đó nhất nhất triệu kiến các kích đăng kỳ đệ tử trong đó non nữa là kích đăng tu sĩ tự nhiên nhận ra hàng lập vị luyện khí kỳ đệ tử này bọn họ mấy ngày nay đã sớm nghe được một ít phong phanh biết rằng ba ngày trước có một kết anh tu sĩ muốn gia nhập lạc vân tông bọn họ mà trải qua phân tích vài phương diện thì cũng đoán bảy tám phần là thân phận của hàng lập khi thật sự nhìn thấy hàng lập mặc dù không biết những người này tâm lý như thế nào nhưng mỗi người biểu hiện đều cung kính không có người nào lộ ra dị sắc Hàng Lập nhìn thấy mấy vị sư tổ của mình là Hồng Sam Lão Giả cùng Thiên Tuyền Phong, hai vị và đám người phong chủ, cũng từng người kêu hàng sư thúc không ngừng. Nét mặt của hắn mặc dù tự nhiên, nhưng tâm lý cũng có vài phần buồn cười. Khoát tay chặn lại, để cho bọn họ đứng lên vì hắn cũng không muốn có điều gì khó xử. Nhưng thần thức của Hàng Lập đảo qua phía dưới phát hiện, trong đó nữ tử họ tống kia khi gọi mình là sư thúc, thì trên mặt có một tia phức tạp, thanh âm có hơi có chút chần chờ. Không biết nữ tử này là có phải hay không là đang nhớ tới cái ngày đó từng thi chuyển qua thần thông tham tâm thuận với Hạng Lập, kết quả là được việc gì. Lấy tu vi của Hạng Lập hôm nay mà nói, tự nhiên sẽ không đem tâm tư của nữ nhân này để ở trong lòng. Sau khi cùng các kết đăng kỳ tu sĩ gặp mặt, lão giả dạ tóc bạc lúc này mới nêu ra vấn đề chọn động phủ cho Hạng Lập. Ca vân mộng sơn, đông mạch, hắn có thể chọn một nơi linh khí sung túc để khai mở động phủ. Động phủ này cũng không nhất định phải ở trên vài tòa sơn phong trong tông nội. Nghe lời ấy, Hàng Lập cũng không có khách khí. Một ngày sau, sau một phen tìm kiếm, hắn nhìn trúng một ngọn núi không cao không thấp ở phía đông Lạc Vân Tông. Ngọn núi này, mặc dù không có gì cao lớn hay hiểm trở, cũng không phải là chỗ linh khí tốt nhất. Nhưng ngọn núi này là một mẫu phong hiếm thấy. Trừ một tòa chủ phong ra, thì tại bốn phía có ba tòa núi thấp hơn một chút bao vòng quanh. Phi thường thích hợp cho việc bố trí trận pháp, Hàng Lập phi thường hài lòng. Khai mở một tòa động phủ đối với Hàng Lập mà nói việc này cực kỳ dễ dàng, từ trước đến nay, Hàng Lập cũng chỉ mất hơn nửa ngày là khai mở xong một tòa động phủ lớn nhất. Làm xong động phủ, Hàng Lập lập tức tại ba ngọn núi xung quanh, bày trận pháp khí cụ để lập ra một pháp trận lợi hại tạm thời, nhất thời một mảnh sương mù đem phương viên hơn 10 dặm toàn bộ bao phủ bên trong. Đối với cấm chế này, Hàng Lập tự nhiên sẽ không hoàn toàn hài lòng. Hắn trong lòng đã sớm nghĩ đến, chờ khi hắn giác ngộ ra được trận pháp chi đạo lợi hại hơn thì một lần nữa thiết hạ cấm chế. Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, Hàng Lập một lần nữa quay lại dược viên của Lạc Vân Tông Chuẩn bị đem vài thứ trong động phủ cũ di chuyển đi Nhưng không nghĩ tới Chờ hắn ở đây lại có một thân ảnh yếu điệu mê người Đứng ở bên núi đá trong dược viên Người này vừa thấy Hàng Lập lập tức cung kính thi lễ Đồng thời hé đôi môi anh đào khẩn cầu nói Mộ phái linh có mắt không trồng Trước kia nhiều lần mạo phạm tiền bối Mong rằng tiền bối không lấy làm phiền lòng Nhưng giảng bối có một chuyện muốn nhờ Hy vọng tiền bối có thể thành toàn cho không biết là hàng tiền bối có thể nhận phái linh làm môn hạ hay không tiểu nữ tử nhất định cả đời phụng dưỡng tiền bối quyết không từ bỏ nữa chừng nói xong lời này vị nữ tử bình thường diễm lệ ngạo xương này khoanh tay đứng im một bên trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương trong ánh mắt càng lộ ra vẻ chờ đợi là môn hạ của ta ta không thu đệ tử hơn nữa người cảm giác được rằng ta sẽ nhận một vị nữ trúc cơ kỳ tu sĩ là môn nhân sao nghĩ lại một điểm nhân tình ngày đó ta cũng không trách tội cử chỉ mạo phạm lần này Hàng Lập đột nhiên đứng dậy trước mặt của mỹ nữ Thân sắc lạnh lùng lắc đầu từ chối Thiên bối ta Nữ tử họ mộ vừa nghe Hàng Lập nói lời này Mặt lộ ra vẻ kinh hoảng Vội vàng mở miệng nói cái gì đó Nhưng là Hàng Lập khẽ phớt nhẹ ống tay áo một cái Một cổ cuồng phong bất chợt xuất hiện đem nữ tử thổi nghiêng ngã Nguyên bản định thốt ra lời nói Lập tức bị cuồng phong bức quay trở về Chờ khi nàng đứng vững lại Thì trước mặt trống trơn không còn thấy người nào Hàng Lập không biết là từ khi nào đã không còn thấy bóng dáng nữa. Đến mức này, nữ tử này vẻ mặt uể oải, ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, nhất thời không muốn rời đi. Dù sao thì vị hàng tiền bối đột nhiên xuất hiện này chính là người duy nhất có thể cứu nạn lúc này. Lúc này Hàng Lập đã xuất hiện tại động phủ ở trong núi đá, không chút do dự tiến vào trùng thất. Nơi này đang chứa gần vạn con xích kim phệ kim trùng. Đám trùng này 20 năm trước đã áp trứng thành công, rồi lần nữa tiến giai từ kim ngân thành xích kim phệ kim trùng vỏ của đám phi trùng này chỉ còn có màu bạc nhỏ như đầu kim mà thôi. Nếu không phải bắt lên gần mắt để cẩn thận quan sát, thì mắt thường căn bản không cách nào phát hiện trong màu vàng còn có các điểm ngân quang chớp động. Phải nói rõ ràng rằng cái đám phệ kim trùng này chỉ còn cách bước hoàn toàn thành thục cuối cùng không có xa nữa. Điều này làm cho Hàng Lập đang hưng phấn lại có chút thất vọng. Tuy mới chỉ gần đạt đến cảnh giới xích kim trùng tử, nhưng mức độ lợi hại thật đúng là làm cho Hàng Lập đại khai nhãn giới, hắn từng đem hơn trăm tam sắc phệ kim trùng cùng phệ kim trùng mới tiến dài lên kim sắc phóng ra cùng một chỗ kết quả chỉ trong khoảnh khắc tam sắc phi trùng với hình thể to lớn hơn hẳn đồng loạt đã bị cắn nuốt không còn một mảnh vô luận năng lực cắn nuốt hay là mức độ cứng cỏi của thân thể tân phệ kim trùng này cũng vượt xa tam sắc phi trùng hơn nữa sau khi chúng tiến đến gần cảnh giới thành thục trên người bắt đầu tản mát ra một loại khí tức làm cho người ta kinh hãi hơn nữa, một khi bản năng thích thun phệ huyết thực nổi lên thì chúng trở nên cực kỳ hung tàn so với trước kia quả thực không cùng một loại. Hắn tin tưởng nếu không phải là sớm để thi triển khống thần cấm chế trên đám trùng này thì chúng tuyệt đối không chút khách khí cắn trả hắn. Nhưng cứ như vậy, Hàng Lập cũng mơ hồ cảm thấy được tân vị kim trùng này có chút dấu hiệu khó khống chế. Xem ra, nếu tiến hóa một lần nữa thì bằng thủ pháp cấm chế bình thường không cách nào khống chế được, khi đó lũ trùng này sẽ bộc lộ bản tính hung ác. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hàng lập vẫn thực hiện biện pháp cũ lần nữa lấy ra một nhóm kim ngân trùng lớn nhất một mình cách ly tự dưỡng thúc giục nhằm đẩy nhanh quá trình làm cho chúng tiến hóa thành thể linh trùng thành thục vốn chỉ xuất hiện thời mang hoang bất quá căn cứ vào quá trình tiến dài mà phán đoán thì sợ rằng không có hơn trăm năm thời gian thì cũng không có khả năng tiến hóa đến bước cuối cùng bất quá có thời gian trì hoãn này cũng tốt hắn lúc này mới có thời gian rảnh rỗi tìm biện pháp khống chế linh trùng hiệu quả hơn Hàng lập một mặt suy nghĩ, một mặt đem đám phệ kim trùng lớn nhất đến dược viên. Tại đây, hắn đem linh nhãn chi thụ đã trưởng thành so với bản thể không khác biệt là mấy, cùng cửu khúc linh sâm cẩn thận di chuyển. Cửu khúc linh sâm cũng không có gì để nói, mặc dù trước đây phải dùng để luyện chế đan dược làm hao tổn không ít nguyên khí, nhưng sau lại hàng lập dùng lục dịch bồi bổ thì nó đã khôi phục hơn phần nữa, hôm nay đã không còn có gì đáng ngại nữa. Về phần linh nhãn chi thụ trải qua nhiều năm thúc dục như vậy, thời gian sản sinh linh dịch đã không còn xa. Hàng lập rất chờ đợi loại thuần dịch này để phối chế ra đại lượng minh thanh linh thủy có tác dụng tẩy dịch hai mắt sau đó không biết sẽ có thần thông gì sẽ xuất hiện trừ linh trùng cùng linh dược trong dược viên ra còn bảy tám loại hỗn tạp gì đó hằng lập cũng chẳng buồn thu thập trực tiếp bay khỏi động phủ từ trên cao bay qua dược viên hằng lập chú ý cúi đầu liếc mắt một cái kết quả thấy nữ tử họ mộ vẫn đang đứng ở trước dược viên nhìn phương hướng thạch sơn hai hàm răng cắn chặt vẻ mặt không cam lòng không phát hiện hành tung của Hàng Lập vốn đang ẩn nặng bay qua trên đầu. Hàng Lập nhẹ nhàng lắc đầu, giải quyết loại chuyện này đối với hắn mà nói tựa hồ chỉ là một cái nhất tay. Nhưng hắn cũng không nguyện mới vừa thành thái thượng trưởng lão của Lạc Vân Tông đã làm cho người ta cảm giác ép người. Và tất nhiên cũng không có nói đến cái việc mộ gia hay là ngôn gia, đều là tu tiên gia tộc không phải nhỏ ở khi quốc này. Mà lấy quan hệ giữa hắn cùng nữ tử này mà nói cũng không có bất kỳ lý do gì để nhúng tay vào, Trung Quy không thể là vì lý do trước kia nhận thức hắn là Lạc Vân Tông đệ tử mà sau này có việc cầu hắn, hắn không muốn trước lấy phiền toái vào người. Chuyện nội bộ bên trong gia tộc, Hàng Lập thực sự cũng không có mấy hứng thú quan tâm. Hàng Lập vô thanh vô tức bay khỏi Lạc Vân Tông đến chỗ Tân Động Phủ, đem cấm chế mê vụ nhẹ nhàng tách ra. Hàng Lập đi thẳng đến trung tâm của ngọn núi nơi hắn khai mở Động Phủ. Linh trùng cùng linh dược, Hàng Lập nhẹ nhàng một lần nữa an trí thỏa đáng, đồng thời để mọi chuyện trong phủ tạm thời giao cho Ngân Nguyệt xử lý, chính mình thì không hề trì hoãn tiến vào tỉnh thất tiến hành củng cố nguyên anh trong lúc đó hai người tóc bạc lão giả cũng biết là hàng lập muốn trong thời gian này tiến hành củng cố lại nguyên anh cho nên cũng không có đến đây quấy rầy hàng lập tu luyện trăm ngày sau hàng lập cực kỳ thuận lợi đem nguyên anh ngưng thể thành công hơn nữa cũng sơ bộ làm cho tâm thần cùng nguyên anh hợp nhất làm một hôm nay nguyên anh một lần nữa xuất khiếu mà nói hàng lập có thể dễ dàng khống chế nhất cử nhất động khi hàng lập từ ở giữa tỉnh thất đi ra ngoài thì Ngân Nguyệt theo lệ hóa thành thiếu phụ cung kính chờ bên ngoài. Bất quá khi nhìn thấy Hàng Lập thì trên sắc mặt Kiều Diễm lại lộ ra một tia cổ quái. Như thế nào? Ngươi hình như có gì muốn nói với ta hả? Xảy ra chuyện gì sao? Hàng Lập nhướng mày hỏi. Chủ nhân, người vừa mới tiến vào tỉnh thất nửa tháng thì vị mộ sư thúc kia lại tìm tới nơi đây. Đã tại tử phong bên ngoài chờ người nhiều ngày rồi đó. Ngân Nguyệt hé miệng cười nói. Nữ nhân này dĩ nhiên là không biết tiếng thoái mà nàng ta thích chờ đợi thì cứ cho nàng ta chờ đợi đi dù sao ta không muốn tìm phiền toái làm gì hàng lập nhíu hàng lông mày mặt không chút thay đổi nói nhưng là chủ nhân nè nữ nhân kia đến không được bao lâu thì chúng ta trước sau nhận được truyền âm phù của ngôn gia cùng mộ gia bởi vì chủ nhân đang bế quan nên ta đem hai phần truyền âm phù này thay người bảo tồn nguyên dạng chủ nhân có muốn xem một chút hay không ngân nguyệt khẽ đảo con người thử dò xét hỏi truyền âm phù mộ gia cùng ngô gia sao Chẳng lẽ cùng nữ tử họ mộ kia có liên quan Nhìn bộ dáng của ngươi hiển nhiên đã xem qua rồi Có chuyện gì sao Hàng lập sờ sờ cằm Bất động thanh sắc nói <laughs> Chủ nhân thật sự là biết tiên tri đó Báo quá không cần Ngân Nguyệt nói cái gì Chủ nhân vừa nhìn đã biết thật sự có chút phiền toái nhỏ rồi Ngân Nguyệt thản nhiên khẽ cười nói Cầm đến đây Nghe Ngân Nguyệt nói như thế Hàng Lập cũng chẳng muốn phỏng đoán cái gì Trực tiếp đưa tay ra Ngân Nguyệt lập tức từ trên người Lấy ra hai cái trương phù một hồng một trắng cười khanh khách duỗi tay đưa cho hàng lập hàng lập không khách khí tiếp nhận trương phụ trương phụ lập tức rung lên hồng bạch hai quan đoàn trước sau trên tay phát sáng thần thức của hàng lập xâm nhập vào trong hai cái quan đoàn lẳng lặng nghe một lúc một lát sau trên mặt hắn biến thành vẻ ngạc nhiên sau đó lại lộ ra một vẻ cực kỳ tức giận Hư, nữ tử này thật là to gan chẳng lẽ nàng ta thực sự tưởng rằng mấy năm làm sư thúc trên danh nghĩa của ta mà ta sẽ để cho nàng bát nháo như vậy sao hàng lập sau khi nghe xong hoàn toàn mặt trầm như nước thanh âm băng hàng cất lên nàng ta đương nhiên là biết làm việc này khẳng định sẽ đắc thời với chủ nhân bất quá nữ nhân này mặc dù cùng chủ nhân tiếp xúc không có nhiều lắm nhưng sợ rằng cũng đã nhìn ra chủ nhân cũng không phải là người có tâm địa sắc đá nếu không ngày đó nàng cũng không có lấy dũng khí dám tìm một vị tu sĩ nguyên anh kỳ xin che chở đâu hơn nữa nếu thật sự chủ nhân có trừng phạt nàng thì chỉ sợ nàng cũng cảm giác được so với việc phải sông tu với vị ngôn sư huynh kia còn tốt hơn Ngân Nguyệt cố nén ý cười, phân tích. Bất quá nàng ta cũng thật sự là có dũng khí đó. Dĩ nhiên dám trực tiếp nói cho hai nhà rằng ta đã nhận nàng làm thiếp thân thị thiếp, làm cho hai gia tộc trưởng này phải vội vàng chạy đến truyền âm cáo lỗi. Hơn nữa cái vị tộc trưởng họ ngôn kia lúc này tỏ ra vẻ bọn họ cũng không biết gì về việc nữ nhân này đã thành thị thiếp của ta mà lập tức cùng mộ gia giải trừ hôn ước, hy vọng ta ngàn dặn lần không nên trách tội. Nữ nhân này nếu có gan dám làm như vậy, xem ra tâm lý hẳn cũng có điểm giác ngộ rồi. Hàng Lập không có tức giận, liếc Ngân Nguyệt một cái rồi nói: "Chủ nhân có ý là?" Ngân Nguyệt nhấp nháy đôi mắt sáng, lộ ra một tia kinh ngạc. "Như thế nào, ta này nguyên anh đã thành rồi, nhận một vị thị thiếp thì rất kỳ quái sao? Huống hồ nữ tử này nhan sắc đích xác là không phải bằng, ta cũng là nam nhân cũng có thể lộng giả thành chân, nếm thử mùi vị song tu này thì có cái gì không tốt đâu chứ?" Hàng Lập đột nhiên duỗi duỗi người, nói một cách lười biếng, chỉ là khóe miệng mơ hồ lộ ra vẻ lạnh lẽo. Nhưng chủ nhân không phải luôn luôn không gần nữ sắc sao? Hơn nữa là trước kia lại từng mấy lần cự tuyệt hảo sự đến cửa nữa. Tỷ như dị dân cô nương kia còn gặp chủ nhân sớm hơn. Ngân Nguyệt sau lúc ngạc nhiên, có chút khó hiểu, khẽ mắt mấy đôi môi đỏ mộng hỏi. Trước kia là trước kia, còn bây giờ là bây giờ. Lúc đầu ta nguyên anh chưa thành, tu duy còn thấp, tự nhiên sẽ không có cái gì tâm tư tiềm hoang ngập thiếp hết. Nếu là dân tư nguyệt bây giờ mà cho ta đụng tới thì ta tự nhiên cũng không dễ dàng buông tha bỏ qua đâu. Hàng lập hai tròng mắt hiếp lại, dùng khẩu khí bình thản nói, phản phất bộ dáng cực kỳ thật. Ngân Nguyệt nghe như vậy không khỏi lặng người, nhất thời không biết nói gì. Chủ nhân, người... người không phải là còn mục đích sao? Ngân Nguyệt mở to đôi mắt đẹp, chần chờ đứng lên. Có mục đích hay không, vậy sao người tự nhiên sẽ biết? Hiện tại gọi nữ nhân khi vào cho ta. Với tù duy của nàng ta sẽ nhìn không thấu thân thể yêu hồ của người đâu. Hàng Lập không trả lời mà phân phó. Tuân mệnh chủ nhân, dù trong bụng ngân nguyệt đầy nghi vấn nhưng vẫn cung kính trả lời hàng lập xoay người đi ra đại sảnh sau thời gian một tuần trà ngân nguyệt tao nhã bước vào đằng sau là một cô gái dung nhan hơi tiều tụy chính là mộ phái linh xem ra trải qua một khoảng thời gian không gặp nữ nhân này cũng đã có thay đổi lớn chủ nhân mộ cô nương đã đến ngân nguyệt đi tới trước mặt của hàng lập kính cẩn nói biết rồi ngươi đi ra đi hàng lập lạnh nhạt gật đầu Dân, nô tỳ cáo lui. Ngân Nguyệt hơi nghiêng người, liếc mắt nhìn cô gái họ mộ bên cạnh, miệng hơi mỉm cười, sau đó rời đi. Tham kiến tiền bối. Mộ phải linh cúi đầu thi lễ, sau đó im lặng không nói, bộ dáng để mặt cho hàng lập xử lý. Nhìn thấy thái độ như vậy của cô gái, hàng lập khẽ câu mày, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ của cô gái. Người tất nhiên là biết nguyên nhân ta gọi người tới đây ngày hôm nay. Chính là vì ngôn ngữ bừa bãi của ngươi mà làm cho tu sĩ mới vừa tiến giai ngôn anh kỳ như ta bị gia tộc tu tiên của ngươi có ấn tượng rằng ta ngang ngược kiêu ngạo tất nhiên chuyện trắng trợn cướp lấy hôn ước là không đúng nói thật sự không dễ nghe chút nào lấy tù di của ta bây giờ hai gia đình sẽ không dám có oán giận ta cũng không để trong lòng nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ dễ dàng tha cho ngươi ngươi cũng sẽ phải bị ta trừng phạt hàng lập cũng không hề tỏ ra tức giận ngược lại vô cùng bình tĩnh nói ra từng từ một tiền bối thứ lỗi chuyện này cũng là do tiểu nữ to gan lớn mật nhưng nếu gả vào nhà đó, dặn bối thà tình nguyện làm thị thiếp cho tiền bối. Cô gái họ mộ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt. Người nếu đã coi là thân thiếp của ta thì ta cũng không có coi ngươi là người ngoài nữa, càng không thể thanh minh cái lời đồn này được. Nếu không gia tộc tu tiên này tất sẽ gọi ta là cái gã lạc dân tông trưởng lão mới lên này, ngay cả một nữ tu sĩ trúc cơ kỳ yếu ớt cũng không bảo vệ nổi. Hơn nữa lời đồn đại bây giờ cũng đã lan khắp cả tu tiên giới rồi, ngươi nói ta nên xử trí ngươi như thế nào đây? Hàng lập ánh mắt chớp động chậm rãi nói Giảng bối không có lời nào để nói Tiền bối xử trí như thế nào Pháp Linh cũng chấp nhận Cô gái cắn môi thấp giọng nói Với tu sĩ bên ngoài Thì cũng chỉ có thể nói ngươi chính là thiếp thân của ta mà thôi Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn Một là trên danh nghĩa là tỳ thiếp của ta Nhưng thực tế là thị nữ cho ta 20 năm Nghe ta sai khiến Thời gian kết thúc thì việc này coi như xong Ta sẽ trả lại sự tự do cho ngươi nhưng mà trở thành thị nữ thì đừng mong tu luyện sẽ được ta trợ giúp gì Hàng Lập trầm giọng nói Vậy còn lựa chọn thứ hai là gì? Cô gái vừa ngay đến đó lộ ra vẻ thất vọng không nhìn được mà hỏi Điều thứ hai thì tựa như lời ngươi vừa nói Thành thật trở thành thị thiếp của ta Sau này đi theo ta không được rời bỏ, phụng dưỡng ta Bản thân ta sẽ không đối xử tệ với những người ở bên cạnh của mình Đương nhiên khi tâm tình ta vui vẻ Thì sẽ chỉ điểm giúp ngươi một hai điểm trong việc tu luyện nhưng mà trước khi trở thành thiếp của ta thì ta sẽ phải hạ cấm thuộc trên người của ngươi tránh người có lòng phản bội dù sao hôm nay ngươi nguyện ý trở thành thiếp của ta May đột nhiên lại thay đổi ta có một vài chuyện bí mật không muốn lại rơi vào tay của người khác hàng lập nhìn cô gái chầm chầm trầm giọng nói ta nghe hàng lập nói như thế khiến cho cô gái không khỏi bất ngờ khuôn mặt trầm ngâm đánh giá lời của hàng lập xem ra việc trở thành thiếp của hàng lập cũng không khiến cho cô gái này có quá nhiều điều phân vân ta biết là ngươi luôn có lòng tự trọng cao cho dù ta là tu sĩ Nguyên anh kỳ cũng không khiến người bằng lòng nhận ta là phu quân nhưng mà chuyện này cũng không quan hệ nhiều lắm trong lòng ta ngươi cũng không phải là đạo lữ tốt nhất bỏ qua hết tại mọi trở ngại ta thu người làm thiếp cũng có ý muốn che chở cho ngươi tại phương diện tu luyện có thể tiến xa hơn chuyện đó cũng không có hơn nữa trải qua vài năm ngươi cũng biết ta không phải là người hung ác tàn bạo hay tính tình cổ quái cho dù ta hạ cấm thuộc đi chăng nữa đi theo ta cũng không phải chịu khổ cũng không phải ủy khuất gì đâu hơn nữa sau này chân tâm của ngươi làm cho ta yên tâm tất sẽ tháo bỏ cấm thuật chuyện đó không phải là chuyện không có khả năng nếu không muốn thì chỉ cần làm tỳ nữ cho ta 20 năm sao chỉ chớp mắt là trôi qua thôi mà hằng lập vừa nói vừa nhìn vào khuôn mặt của cô gái tùy ý đối phương chọn lựa tiền bối có thể cho ta hai ngày thời gian suy nghĩ không vậy trong lòng cô gái hỗn loạn vừa không muốn bị quản chế vừa muốn được tu sĩ nguyên anh kỳ trợ giúp nhất thời không thể quyết định chần chờ nói về việc trở thành thị thiếp của hàn lập nàng đã sớm biết chân tướng trước tiên đã như vậy cũng không thấy việc trở thành thị thiếp của một tu sĩ nguyên anh kỳ có gì là không ổn cả dù sao được một tu sĩ nguyên anh kỳ có lời chọn lựa tu sĩ trúc cơ kỳ làm thiếp thì có vô số nữ tu động tâm có thể trước tiên ngồi xuống núi đi hai ngày sau quay lại đây thời gian dài như thế cũng đủ để cho người lựa chọn rồi hàn lập gật đầu không có làm khó cô gái gọi ngân nguyệt đi ra mộ phái linh thi lễ cáo lui thân ngân nguyệt rời đi có chút hoảng hốt trong chốc lát Ngân Nguyệt đã quay trở lại <laughs> Chủ nhân à Ngươi đưa ra hai cái điều kiện này là có hơi Ngân Nguyệt vừa đôi mắt sáng Long lanh lưu chuyển bật cười Thật có gì lạ đâu chứ Bộ nó ngặt nghèo lắm sao Vừa đúng lúc ta cần một vị tu sĩ trẻ tuổi làm thiếp Và cô gái đó cũng có tâm nguyện như vậy mà Hàng lập liếc Ngân Nguyệt Thần sắc vẫn thản nhiên nói tất nhiên là không ngặt nghèo nhưng mà cô gái này trái tim rất là kiên định bộ dáng cao ngạo thực sự làm khó cho mẫu cô nương rồi nhưng với bí ẩn của chủ nhân thì việc hạ cấm thuật là tất yếu ngân nguyệt thở nhẹ một hơi sâu kín nói ngân nguyệt ta cảm giác hình như ngươi có không ít hảo cảm với cô gái này đó ha Hàng lập đột nhiên cẩn thận đánh giá thân thể mềm mại mê người của ngân nguyệt rồi nói hảo cảm cũng không phải chỉ là cô gái này gây cho ta một cảm giác thân thiết Hình như là trước kia ta cũng vô cùng thân cận một người như thế, bất giác khiến cho trái tim ta hơi rung động. Ngân Nguyệt ngẩn ra cười khổ, nghe đến đó Hàng Lập gật đầu cũng không có tiếp tục truy hỏi. Tiếp đó Ngân Nguyệt tức thời cũng không có nhắc lại chuyện của cô gái, ngược lại cùng Hàng Lập thảo luận chuyện về làm sao luyện hóa kiềm lam băng diễm. Đây mới là chuyện Hàng Lập quan tâm nhất. Cô gái kia tiến vào trong đại sảnh, nhìn thấy Hàng Lập Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa Làm thị nữ 20 năm hay là bị ta hạ cấm thuộc Hàng Lâm nhìn cô gái hỏi dứt khoát Tiểu nữ có nghĩ qua Tại tu tiên giới có thể làm thiếp cho một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Đối với một nữ tu sĩ cấp thấp mà nói Đúng là một loại cơ duyên Nhưng mà trở thành thiếp của tiền bối Thì mong tiền bối có thể cho giảng bối một lời hứa Phái linh tình nguyện bị cấm chế Cả đời không rời xa khỏi tiền bối Lần này hiển nhiên trong tâm đã có ý kiên định Cô gái trấn tĩnh nói Điều kiện nói thử xem Khu mặt hàng lập không đổi Dường như đã có đoán trước Ta biết tiền bối không phải là người háo sắc Cho nên hy vọng tiền bối có thể đáp ứng ta Trong vòng 30 năm tạm thời không chiếm nguyên âm của ta Ta đang tu luyện đến thời kỳ máu chốt Mà công pháp này thân thể xử nữ vô cùng trọng yếu Đây cũng chính là nguyên nhân mà phái linh liều chết không muốn lập gia đình Chỉ cần qua 30 năm Mặc kệ phái linh có kết đang được hay không Điều chính thức cùng tiền bối song lữ tu luyện không biết có phải là cảm thấy điều kiện có chút quá phận hay không Mà cô gái nói tới từ sông tu có hơi ngượng ngùng Lời vừa nói ra thì khuôn mặt chợt ẩn đỏ thêm vẻ mê người 30 năm <laughs> Điều này ta đáp ứng Hàng Lập nghe lời này không có lộ ra vẻ bất mãn Mà trong mắt chợt lóe tinh quang không hề suy nghĩ mà đáp ứng Đa tạ tiền bối thanh toan Phải linh thấy Hàng Lập đáp ứng nhanh chóng như vậy Ngược lại có chút ngạc nhiên Sau đó mừng rỡ nói qua hai ngày nữa ta sẽ tới nói với các vị trưởng lão chính thức nhận ngươi làm thiếp. Nhưng nếu sau 30 năm ngươi mới cùng ta tu luyện thì ta sẽ tạo cho ngươi một tòa động phủ để cho ngươi tu luyện tại đó. Thỉnh thoảng ta sẽ vào đó chỉ điểm cho ngươi. Hàng Lập trầm ngâm nói. Dân, phải Linh nghe lời tiền bối phân phó. Cô gái nhận được kết quả này rất là hài lòng, không chút suy nghĩ liền nói. Sau này là thị thiếp của ta rồi thì đừng gọi ta là tiền bối nữa mà xưng công tử đi. Ta cũng chỉ hơn có 200 tuổi thôi à, Sao ra cũng không có quá già hàn lập nói khuôn mặt tựa như mỉm cười hàn lập đánh giá cô gái đẹp lạnh lùng lần nữa mơ hồ mang theo một tia thưởng thức